Còn xét về hệ thống cáp treo thì bà là hiu nó ghê hơn. Đúng không? Ghê đằng sau. Tức là bây giờ cái cáp treo nó rớt xuống biển mà không biết bà không chết. Còn bà đi cáp treo bà là hiu bà thiệt bạn xoắn liền. Để một cái déo trời má ơi dưới vực. Nghĩ là tưởng tượng đứt cáp sao ta. Lên đó có ông màng quê nhất xét giỏ. Nhưng mà Duy nghĩ cái này cũng không có nên mấy bạn. Bây giờ đàn ông mà lớn lo lớn hết mẹ rồi. Đúng không? Người ta quy định rõ ràng không được mang nước với đồ ăn thì bỏ bà đi. Mấy bà cứ dím dím trong đó thì chi nó xét giỏ xét hết. Xin chào các bạn đến với chương trình review du lịch của Duy Nguyễn. Tiếp tục chủ đề hôm nay là Nha Trang. Nhưng mà chúng ta đi qua cái phần gọi là đảo ngọc của Nha Trang, đó là Hòn Tre. Cái chỗ mà ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng không biết mua hay mướn nữa, mà ông tạo ra một cái Winterland nổi tiếng. À, bây giờ nó thẳng câu chứ. Bây giờ ra Nha Trang mà chưa đi Winterland là chưa đi đó. Tại vì Winterland mới là cái hồn của Nha Trang. Biển đẹp cũng là nó, sang chảnh cũng là nó, mà vui chơi cũng là nó. Cái đảo đó, đó nó nằm ở cách cái bờ biển của Nha Trang có một tí tẹo à. Đi cáp treo với đi tàu tới. Đi cáp treo á thì đi khoảng chừng 15 phút. Đi tàu thì khoảng chừng 6-7 phút đó. Thì cái hệ thống cáp treo của Winterland nó đã nổi tiếng rồi. Bởi vì mới nói á, làm du lịch á, cái chỗ nào mà có ông đại gia nào nó về á, là tự nhiên là bảo đảm khỏi sợ mà. Wow. Giống như là Duy đi ngoài cái gì có bàn tay, bà Nà Hiêu. Đúng không? Tự nhiên bà Nà Hiêu có một cha nội xin rúp đầu tư thấy ok. Còn ở Nha Trang thì cái đảo Hòn Tre đó đó, có ông Win rúp đầu tư thành cái Winterland. Winterland nói thiệt chứ bạn phải chảnh chứ chơi ngày chưa hết đó. Chơi một ngày là gói ghém dữ lắm đó. Nhưng mà bây giờ mình nói nè, đi không? Đi chơi Winterland mà về đất liền ngủ rồi nói làm gì nữa. Đúng không? Mà đa phận là vậy đó, mấy thằng tua. Mấy thằng tua đâu có dám bỏ tiền ra ngủ ở trong Winterland bà. Tua xịn nó mới dám nha. Còn tua thường là về đất liền ngủ khách sạn 3 sao không à. Trời mấy cái tua mà. Mấy cái tua giá rẻ đó, nó ăn chia trước khách sạn rồi. Nó cho bà ngủ trong hẻm không mà bạn ơi. Chừng nào tua VIP á, nó mới cho bà ngủ khách sạn đẹp. Tao nói thiệt. Ở cái ông Dượng á, mà nói chung đi về ông Dượng á, ông làm du lịch á, thì nó cũng có một đặc điểm chung sau đây. Về đồ ăn là đa dạng và phong phú. Trời đất ơi, khách sạn mà bán thêm bánh kiếm thêm là biết độ nào rồi đó. Bạn đi khách sạn Winterland đi, bảo đảm bạn sẽ có một tủ bánh chưng ra lượm ăn đi đó. Xong rồi tới 11 giờ cất vô, đồ ăn là lúc nào cũng có phở hết. Trời truyền thống mà, ông Dượng truyền thống. Duy thích cái dịch vụ của Winterland trong chỗ đó. Nó không quá xa hoa, nó không quá đẳng cấp, nhưng mà nó nằm ở tầm mà tốt. Tiếng Anh á, chữ tốt trên chữ tốt nó còn cái chữ excellent nữa. Nếu mà nói với ông Phượng á, thì ông vẫn chưa đạt tới cái sự tinh tế excellent. Tại giá rẻ mà ba đồ excellent. Việt Nam mình chuyên gia cũng có chiêu đó. Khách sạn có 5 triệu một đêm đồ VIP. Tại giá rẻ mà ba đồ excellent. Khách sạn có 5 triệu một đêm đồ VIP. Sao ta nói mặt mày buồn mày? Không, 5 triệu ngày lễ em. Ngày thường nó đau xuống còn 3 triệu, 2 triệu rồi. Mày đi bài biết mà. Ế rồi còn 2 triệu luôn. Việt Nam làm vậy. Nó nên khách sạn ở trên tùy loại khách sạn. Villa thì nó mắc. Villa tầm 10 củ, 11, 12 củ. Cho quan điểm cho nó rõ ràng nha. Mấy bạn làm trong nhân viên Winterland mà không được chận Duy à? Đúng không? Duy chỉ nói là cái Winterland nó là ở chữ good, chứ nó chưa thể nào nói được chữ excellent. Nhưng mà cái hay của Winterland á là nó tạo điều kiện cho tất cả những người dân Việt Nam đều có khả năng đi du lịch. Bạn đi Winterland mà sẽ thấy hầu như là nông dân có nè, sinh viên có nè,
khi mà bạn đi vô bên mà có cảm giác như bây giờ cái khách sạn 5 sao là cái chỗ nó rẻ tiền mà mọi người đều có thể đi. Cái đó là cái hay của Winburn. Còn bây giờ 6 sao sao đúng. Đi vô Amanoi ngày thường 15 triệu, tới ngày lễ nó chặt cho 40, 45. Dám chơi không? Căn bản là dám chơi không? Tiền phòng là vậy đó, tiền ăn còn quá cha nữa nha. Nó ông dưỡng làm gì đâu, ok. Ông dưỡng đánh vô cái đại đa số đối tượng con người. Ai cũng có thể đi hả? Ngày xưa bạn nghe nó ở khách sạn 5 sao là quéo râu rồi. Bây giờ Winburn 5 sao nó mặc nhan nhản. Nói thiệt với bạn á, Nha Trang biết bao nhiêu cái Winburn không? Ủa 5-6 cái á, chứ phải giỡn đâu nha. Ủa Nha Trang Winburn nhiều kinh khủng luôn á, bạn lên Google search đi. Bạn search Winburn Nha Trang nó lòi ra đóng tên luôn. Vừa hỏi, ủa sao em ơi, sao hệ thống của em làm rối vậy? Winburn em cả nội vậy? Nói trời được coi, ổng giàu quá biết sao giờ vậy anh. Đúng không? Ổng này giàu quá. Winburn là có Winburn trong đất liền. Nội cái đảo không có 3-4 cái Winburn luôn. Đó, Winburn Villa, Winburn Resort, Winburn Hotel Luxury gì từ lưa hết. Nó nhiều kinh khủng. Nó khác cái tên thôi nhưng mà hầu như là nó đều đẹp như nhau bạn. Nó nằm từng khu, từng khu, từng khu. Bây giờ cái đảo đó, ổng xây chưa hết đó nha. Đó, nói về cái khu du lịch Winburn là kể như không biết về quảng cáo là sao nó thiệt. Nó rộng lắm, bạn cứ đi bạn trải nghiệm đi. Nó có những cái tour theo giờ tụi lum la hết á. Đó, trong đó nó có sở thú, trong đó nó có đại dương. Trong đó nó có ca nhạc, trong đó nó có chiếu phim, trong đó nó có game, có cũng có tủ thứ cái trò trên đời dưới đất hết á. Hầu như chơi đó là ngày chơi không hết, nó thiệt. Bỏ tiền vé là khoảng chừng 800 ngàn, quên. Bao cáp treo. Còn nếu bạn ở trong khách sạn của Winburn đó thì nó có dịch vụ nó bao luôn. Nhưng mà ở cái Winburn á, cái lợi thì nó cũng có cái bất tiện. Bất tiện mà mình cảm thấy nó mà khó thì bạn sẽ thấy là ở giờ tự nhiên ông nằm giữa đảo như vậy rồi tôi đi ra đi vô tôi chờ tàu. Nó làm vậy thôi. Đúng không? Cái hệ thống đi đưa rước bằng xe điện. Bạn nghe ông Phạm Nhật Dưỡng nói giờ ông đầu tư bớt điện chưa? Ông đầu tư cho ai thôi chứ nhi nghĩ mốt chắc mấy bớt điện nó bỏ trong bên bên. Trời nổi cái hệ thống khách sạn của ông khôi là ông cần bao nhiêu chiếc bớt rồi. Trời ơi, mỗi lần chờ đợi 50 phút tàu 30 phút con chiến nha. Tàu 30 phút con chiến cáp treo thì có liên tục. Mà tao nói thiệt với bạn từ cái trên cái đảo nó không phải nhỏ đâu. Ổng là ổng mua cái đảo bự nhất của Nha Trang luôn. Cái hòn bự nhất của Nha Trang. Ông làm xào chẻ, ông xây dựng giờ còn xây ngoài cái đống kìa. Đó. Từ cái khách sạn của Di chạy qua cái nhà hàng mất một khúc. Nhà hàng của Winburn nó có nhiều loại nhà hàng đó mà. Có nhà hàng nằm ở trong khách sạn, có nhà hàng món Pháp, món Âu, có nhà hàng hải sản. Nói chung nó đủ đẳng cấp chơi được rồi đó. Đó, xong rồi nó có nhà hàng của người Trung Quốc. Không phải nhà hàng chắc của ổng luôn nhưng mà nấu chuyên cho món Trung. Tại vì bây giờ dân Trung Quốc đi du lịch nhiều quá. Đúng không? Phải làm ra cái nhà hàng Chinese để bào tiền thôi chứ không gì hết trơn á, trời. Có nhà hàng Anh nữa. Âu này nó nhiều, kinh khủng. Đó, Winburn thì nó rộng, nó 2 tầng mà. Căn bản là nó 2 tầng, tầng cao, tầng thấp. Ở Winburn nó có những cái hay lắm mà. Có những cái loại hoa đó. Ở Việt Nam mình không có. Nhưng mà trong Winburn nó có 5 chậu thực vật. Mà kêu là cái chậu mà. Cái chậu nó như cái nhà nó úp như cái hình con sò đó. Nhìn đẹp lắm. Xét về cái đảo Winburn của ông Vượng á là đồ chơi nhiều lắm bạn. Chơi không thiếu cái gì cả. Nhưng mà xét về độ sang á thì nó thua thằng Sentosa của Singapore nha. Nó nên ông Vượng nghĩ là có một số chỗ nó thua Sentosa Singapore. Sentosa của Singapore nó đắt đỏ. Giống như bạn nói giờ bạn đi ra Nha Trang mà bạn chưa đi Winburn là giống như bạn chưa đi Nha Trang vậy đó. Còn bạn đi Singapore mà bạn chưa đi qua Sentosa là giống như bạn chưa đi Singapore vậy đó. Hiểu không? Nó là một cái khu du lịch phức hợp. Mà bên Sentosa sòng bài nó bao bự luôn. Còn bên Winburn thì chưa có sòng bài. Tại vấn đề bài bạc nhà nước mình quản lý nó cũng kỹ vậy. Chưa chơi được. Nhà chỉ có Phú Quốc thôi. Phú Quốc thì có. Bây giờ muốn nói về Winburn không? Nó tầm lâm trò hết. Ở Winburn nó có cái hồ cá. Nó kêu là đại dương, cái thế giới đại dương, Sea World hay là Ocean World gì đó. Thì nói chung là nó cũng nhỏ hơn so với cái hồ cá của nước ngoài. Cái đó nói thiệt. Xét về độ quy mô nó chưa có hoành tráng bằng. Nhưng mà xét về chủng loại cá đó thì nó cũng ngon đó nha. Ở trong đó nó nhỏ mà nó có những cái loại động vật nó lạ lắm mấy bạn. Mấy con rùa đồ đẹp lắm. Cá kiết là nó ngon lắm. Nó cũng có một cái đường hầm cá trên đầu. Nhưng mà nó nhỏ thôi. Tất cả đều là kính. Nó có cái vòm vậy nè. Ha. Xong rồi bạn đi ở giữa. Cá nó bơi. Nhưng mà nó nhỏ. Nó thiếu một cái là thế giới đại dương mà. Là một cái chỗ bạn nhìn giống như bạn là thợ lặn. Nó rộng, kinh khủng rộng luôn.
trên đó loài cá nó sống chung với nhau, rồi sau đó người ta cho cá ăn này nọ kia. Đó là thế giới đại dương. Cái đại dương của ông Dượng chưa có cái thế giới đó. Mà đại dương của ông Dượng thì cũng có cái game mà nàng tiên cá. Nhưng mà nàng tiên cá hay là người vậy ba, xuất hiện ở trên mấy cái vòm nãy gì đó thôi, nó nhỏ thôi. Nước ngoài nó có hệ thống người nhái này nọ kia, đông lắm. Nó cho cá ăn đồ ăn thiệt đó, cá nó bay rồi đập bụp, nó nhìn như đại dương. Thì cái đó quy mô và nó hoành tráng. Còn cái đại dương của ông Dượng thì cũng được nhưng mà nhỏ hơn chút nha. Rồi ổng cũng nhiều lắm bằng sở thú. Cái sở thú thì ngon á. Cái sở thú này có mấy con độc nhiều lắm nha. Vì đánh giá sở thú rất ok. Cọp quý, cọp hiếm, sư tử, được báo, trời ơi, gì cũng có đó. Chim cò gì, bướm biết gì, từ lừa. Đó, dẫn nít vô là chắc nó chơi nó thích lắm luôn á. Nên cái việc mà gọi là Winterland nó rất là rộng. Nó có thảm thực vật, nó có khu thực vật. Thực vật nó là trong, nó chứa cái nhà mà cái nhà nào nó bự lắm bạn, nó hình cái vòm. Trong đó nó mở mới lạnh, bỏ mẹ đi được chứ. Lạnh lắm. Nó có những cái loại hoa hồng đẹp kinh khủng nha. Trời đất ơi, đi giống như lạc cái thế giới hoa hồng vậy đó. Thì bên Winterland ông Dượng cũng có mấy chồi hoa đó, hoa nhiều lắm. Năm loại hoa lắm. Nói chung là vì đàn ông mà mê chim mê bướm thôi chứ còn hoa thì vô nhìn cho biết nha. Chủ yếu là đi săn chim săn bướm này nọ trên đầu này nó. Xong rồi những cái khu trò chơi, những cái lễ hội, nàng tiên cá, nàng tiên cũng nó nhiều lắm bạn ơi. Bạn nội bạn cầm cái tờ mà của Winterland, bạn đọc cái game mà nó tổ chức theo giờ đó, nó đông kinh khủng khiếp. Xong rồi nó chơi đủ trò chơi hết. Nói chung á, nó câu như vậy, bạn đi Winterland thì bạn khó mà thất vọng. Với cái số tiền bạn bỏ ra có 800.000 bạc, đúng không? 800.000 bạc bao cáp treo này nọ kia, còn gì thất vọng đâu. Vô trong đó hầu như chơi toàn free không, hiếm có nào có tiền nữa. Coi phim 4-5D gì đó nữa, nhiều lắm bạn ơi. Kể không biết làm sao cho hết. Có chỗ con nít nữa, có chỗ mà gì quảng trường thời đại, nó giống như cái chỗ tái hiện những cái khung cảnh của châu Âu luôn. Nhưng mà nó không bằng được Bà Đà Hiêu nha. Bà Đà Hiêu nó chuyên Âu rồi. Còn cái quảng trường thời đại của này thì cũng được, cũng chung nhìn cũng tái hiện phong cảnh châu Âu nhưng mà không được bằng Đà Hiêu. Thì mỗi nơi nó có một cái hay, đúng không? Cái Winterland của ông Dượng đó thì nó đông, Bà Nà Hiêu nó cũng đông. Bây giờ mà hỏi tôi Bà Nà Hiêu với Winterland ông Dượng cái nào hơn cái nào, nếu mà xét về hệ thống khách sạn chắc Winterland hơn, còn xét về hệ thống cáp treo thì Bà Nà Hiêu nó ghê hơn, đúng không? Ghê đằng sau tức là bây giờ cái cáp treo nó rớt xuống biển mà không biết bạn không chết. Còn bạn đi cáp treo Bà Nà Hiêu bạn thiệt bạn xoắn liền, nó để một cái déo trời má ơi dưới vực, nghĩ là tưởng tượng đứt cáp sao ta. Đó. Mà cáp treo ở bên Bà Nà Hiêu nó dài thăm thẳm. Trời đất ơi, bạn đi bạn ngồi bạn yêu ba cuộc chưa hết. Còn cáp treo bên Winterland nó ngắn nha. Nên mỗi nơi có cái du lịch hay, mình không có thể nào so sánh cái nào hơn, trải nghiệm hết cả hai đi. Nên cái điều gì muốn nói ở đây, nếu mà nói về du lịch thì cần phải có một đại gia đầu tư. Ngay cả những cái tỉnh, những cái vùng mà muốn phát triển du lịch phải có đại gia đầu tư, vậy nó mới ăn thua. Nội cái doanh thu của Winterland thôi là nó bằng hết cả một cái chỗ khác rồi. Wow. Đúng không các bạn? Tiền vé, thằng nào lên đó mà không tốn tiền nước, tiền ăn, trời đất ơi, nó bụng thấy bà luôn. Lên đó nó không cho bạn đồ ăn đâu nha, nhắc mới nhớ nha. Mà nó bỏ đó. Lên đó có con màn quê nhất xét giỏ. Nhưng mà Duy nghĩ cái này cũng không có nên mấy bạn. Bây giờ đàn ông mà lớn lo lớn hết mẹ rồi, đúng không? Người ta quy định rõ ràng không được mang nước với đồ ăn thì bỏ bà đi. Mấy bà cứ diếm diếm trong đó thì chi nó xét giỏ xét hết. Xét giỏ tự ái chứ. Không biết các bạn nghĩ sao với tôi tự ái đó. Tôi cầm theo cái giỏ đó. Xong cái nó ngồi lục, hỏi em kiếm gì vậy? Nó em kiếm đồ ăn. Đó, để anh kiếm cho lại. Trời đất ơi, anh biết nội quy mà ba, ai chơi mang đồ ăn vô đúng không? Bây giờ em nghĩ cho anh là Duy Nguyễn. Đó. Không lẽ bây giờ anh lên anh không ủng hộ được chai nước hay sao? Mình phải mang chai nước suối ở nhà anh tới. Đúng không? Cái này nó giống y mấy bố tập gym mang theo nước suối. Đúng không bạn? Nhìn nó sao á, nên ông Dượng ông đưa ra chính sách này cũng đúng. Nhưng mà đôi khi mà xét như vậy á thì đâm ra nó quê. Đúng không? Xét cho nó đâm nó quê bỏ sừ đi được chứ. Nên trên Winterland là đồ ăn nó bán rộng rãi. Nó bán đồ fast food có mà đồ ăn nhà hàng cũng có luôn nữa. Bán nước bao la, kem đồ cá đóng. Nên không có cần ông phải cầm nước suối cầm đồ ăn lên trên đó nha. Nhưng mà dân mình du lịch đó thì cái bà cũng ứa gan lắm. Ăn xong xả như quỷ vậy đó. Cái Winterland người ta đẹp như vậy đó ông nội. Ông ăn đủ xả miết. Nhiều khi ăn á hải sản
thì gói vô cái gói đó, ăn ăn xong quẳng gói về đường, không biết bỏ sọt rác. Mình bực mình dã man. Nên Wimbledon nó rộng lắm mà, có những cái trò chơi đa phần free không à. Ở trên đó nó có cái trò là gì, bánh xe bầu trời hay đồng hồ bầu trời gì đó không biết nữa. Nguyên cái vòng tròn to đùng vậy nè. Ở ngoài Đà Nẵng có nữa, tự nhiên vô thấy gấu bạn gì đó. Đi miễn phí ông ơi. Leo lên đó hai thằng một chùa mày hung hít vậy thoải mái. Nó thiệt. Anh thích nhất Wimbledon nó tới nhị. Nó lên nó hỏi mình đi mấy người. Nếu mà nó nói mình đi 4 người nó cho 4 người ngồi chuồng. Nếu mà đi 1 người nó cho 1 mình ngồi chuồng. Nếu mà đi 2 người nó cho 2 người ngồi chuồng. Không bao giờ ngồi ghép nha. Thích nhất lần vậy đó em. Ghét nhất ngồi ghép. Bởi cuộc đời này thì cái tàu cái nào mà nó công cộng là cái đó chơi không có bền. Nên như thích nhất á là cái việc Wimbledon. Nó thì cái đồng hồ nó đi một cái là 20 phút tới 25 phút nó hết. Nó đi chậm như con rùa, bạn nhìn xa mà tụi nó đứng không á. Không biết tôi nói bạn hiểu tôi nói gì không ta. Nó bạn nhìn xa mà tụi nó đứng không á. Nó quay một cái vòng đó 20 phút. Bạn làm được mấy rau rồi. Đúng không? Nếu bạn 5 phút lấy ra chia 4 5 rau. Thoải mái riêng tư. Mà đã ngắm nhìn được toàn cảnh của cái vịnh Nha Trang nữa. Đó, ngắm nhìn được toàn cảnh Wimbledon nó có cái gì. Nó nói thiệt với bạn, nhiều khi á bạn lên Wimbledon đi mà bạn chơi tự túc á, cái khả năng bạn đi du lịch mà chưa có cao bằng hơn ngố á, bạn đi cái bánh xe đó trước đi. Bạn đi bánh xe đó bạn nhìn, bạn định hình từng khu từng khu từng khu, rồi xong rồi sau đó bạn đi đến những cái khu đó trên Wimbledon á. Trời ơi, tụi nó chụp hình sống ảo không ổng ơi. Tự nhiên nhỏ kia đứng biển chụp, hồi ra khi gặp nó chụp nữa. Trời, có cái con nó đi nó chỉ cầm cái gậy từ sướng á vậy đó. Nó nhiều lắm trời, chơi biết chơi sao cho hot nữa. Hoa cây cành cá con cái gì cũng đẹp hết, mà tới 6 giờ đóng cửa sạch. Có chỗ nào mà hên lắm tới 7 giờ, xong rồi tới cái nhạc nước. Thôi nói chung là cái nhạc nước này bạn coi cho biết thôi bạn, chứ nó dở quá thiệt luôn á. Duy ngại mà đánh giá cái gì mà nó dở lắm thật sự. Tại vì sao dở? Nhạc nước này Duy đi 8 năm mà nó không có gì đổi mới á. Nó thiệt á, bạn muốn biết cái nhạc nước nó dở không mà nhìn cái thái độ của người coi á. Hát lên bài xong ta nghỉ hết nửa rạp rồi. Mà ông Dượng ông quảng cáo cái nhạc nước ghê. Tối ngày nhạc nước là gì đó đó. Thì tôi thật sự bạn, đối với Duy á, Duy rất là mong chờ cái nhạc nước. Đúng không? Duy rất mong chờ. Tại vì đi chơi đó tôi nhìn đồng hồ mà tới giờ đi coi nhạc nước cơ. Đúng không? Xong rồi nhạc nước nó vẫn như xưa. Ở trong á là cái bài hát ca sĩ tự hát, ở ngoài là nước nó quạt, đèn nó chớp vậy thôi. Nó chỉ đơn giản mức đó thôi à. Nó tạo cho người ta cảm giác nó chán. Nó coi người ta vô đây đâu phải nghe nhạc đâu. Còn nước nó quạt bài ta biết rồi. Nó chỗ này á, nó không được hay. Nếu mà bạn nào có dịp đi qua Singapore đó thì bạn sẽ thấy nhạc nước Singapore nó làm rất hay. Bởi vì bạn nói rằng thằng Singapore nó nhỏ xíu mà nó kiếm tiền du lịch hơi bị ghê á. Nó có tòa nhà Marina Bay Sands, cái tòa nhà trung tâm Singapore luôn. Nói chung là hầu như ai mà đi đến Singapore cũng đi tới tòa nhà mà gọi là Marina Bay Sands. Mà tòa nhà Marina Bay Sands nó giống như là Singapore by night vậy đó. Toàn cảnh Singapore về đêm. Singapore về đêm là gì? Là ngồi trên chiếc, nói du thuyền thì nó hơi bị oách, nhưng mà thậm chí cái thuyền thường thôi. Ngồi trên thuyền đi dạo dòng sông nhân tạo của Singapore. Nhân tạo đó ba. Để nhìn thấy cảnh hùng vĩ hai bên bờ sông à, Sài Gòn mình sắp có rồi. Xong rồi đi lên tòa nhà đó tòa nhà Marina Bay Sands, để nhìn thấy khung cảnh hùng vĩ của nó. Nhạc nước của nó nằm ở trung tâm tòa nhà luôn. Nó rộng lắm, nằm ở trung tâm tòa nhà. Nhạc nước nó hay lắm mà. Nhạc nước nó là nó bắn pháo bông đùng đùng luôn mà. Dịp Tết nó mới bắn nha, dịp thường nó không bắn đâu. Nhưng mà nhạc nước nó, cái nhạc nước đó thôi nó đã hay hơn nhạc nước của ông Dượng rồi. Về quy mô nó bự hơn nhiều. Nó còn Dượng cái hồ nhỏ xíu à. Nhưng mà cái đó chưa ghê đâu. Cái nhạc nước ở bên Sentosa nó mới hay. Cái nhạc nước bên Sentosa là nó nằm ngoài biển, người coi nằm ở trong cát. Hiểu chưa? Những cái dàn âm thanh nó ngụy trang trong những cái tảng đá. Đó, trong những tảng đá nó có những cái hang, những cái lỗ để cho diễn viên nó chạy ra chạy vô. Cái này nhạc nước nó không còn là nhạc nước nữa, mà nó vừa nhạc nước mà nó vừa là một cái show. Chúng ta coi một câu chuyện nào đó, giải cứu hoàng tử gì đó không biết. Đó, nhạc nước nó với hiệu ứng ánh đèn nó tạo ra khung cảnh nhân vật. Nào là thuyền gỗ, nào là quái vật, nào chim bướm, sư tử, tựa lưa học dưa hết.
nó làm cho cảm giác của người ta bị hóa thân vô cái vở kịch đó luôn. Mà vở kịch đó nó có diễn viên thật diễn, mà nó có điện tử, mà nó có nhạc nước, mà nó có nước nữa. Đôi khi là nước và đôi khi là lửa. Nước mà nó làm nhìn giống như lửa chứ không phải là lửa, là lửa phun. Lửa phun nghĩa cầu rồng nha. Cầu rồng Đà Nẵng phun được mát. Trời ơi, làm cái gì mà không biết này. Mà nói anh Di ơi, ra ngoài Đà Nẵng đi, phải coi ca rồng phun lửa. Ừ, coi coi. Tưởng nó mày phun ghê lắm, nghĩ sao con rồng nó dài, đúng dài luôn, nó phun có chút xíu vậy nè bạn. Trời đất ơi. Mà nhiều khi mình nói sợ, mấy bạn la chứ thiệt á. Nhìn vô nó hụt hẳn nè. Nên vấn đề nhặt nước á, cái Winburn làm chưa tốt. Ít ra là cái sân khấu làm bình thường. Mình có bãi biển làm bà ngoài biển nhìn cho nó ghê, đúng không? Nhưng Sentosa vậy đó. Dân nào nó đi qua Singapore nó chơi, nó đi coi nhặt nước ở Sentosa nó vẫn khen. Đó. Nên Sentosa nó là một cái trái tim, giống như là mình đến Singapore mà không đến Sentosa là chúng chưa đến Singapore. Và Winburland là trái tim Nha Trang, đến Nha Trang mà chưa đến Winburland là chưa đến Nha Trang. Tại trên Nha Trang đó là cái Winburland, đó là khu vui chơi. Còn ở Nha Trang không có khu vui chơi, mà nó chỉ có mấy cái đảo chơi mấy cái trò của biển thôi. Đó là rồi xong rồi ở trong đất liền là ba là bọt là hết. Còn phải thiệt với bạn luôn nha. Ở Nha Trang, cái chỗ Winburland của ông Dượng á, ở trong những cái khu resort á, giống như ở nè, nó cũng tổ chức âm nhạc cả buổi. Mà gì đâu có coi đâu, đâu có thời gian đâu, không ra ngoài chơi. Trong đó là nhạc sống nè, nó đủ loại hình hết. Nhạc đùng đùng, ca nhạc này nọ, nó nói chung nó tạo cho người ta cái không gian mà nó sôi động, mà nó không bao giờ nhàm chán. Nên nhìn tổng thể cái Winburland nó thành công. Nó thành công khi nó kẹp chung với thằng Nha Trang như vậy. Còn thì Bà Nà Hill nó cũng rất thành công, nhưng mà Bà Nà Hill nó nằm ở xa Đà Nẵng. Còn Winburland là nhìn là kế bên là thiệt, cái dân trong đất liền tối thấy Winburland nó lên đèn là muốn bơi ra ngoài liền. Giá rẻ bèo như chó. Rồi khách sạn thì cũng rẻ luôn, 5 triệu trung bình vậy đi. Vô khách sạn của ông Vượng thì khỏi lo. Dịch vụ về con người về này và kia thì cũng được, chứ bực mình mấy nhỏ trẩu tre. Hồi kỳ ra Winburland bực mình hai đứa xót giỏ đó. Đứa xót giỏ bực mình nó dù gì không phải là bực mình nó xót giỏ. Nhưng mà cái hướng lên cáp treo nó không có chỉ người ta, để người ta đi lạc vô gặp bà lão công, bà không biết gì mà chỉ ra xong hồi vòng lại chỗ đó nữa, hỏi em xét nữa hả? Không có. Xét rồi xét gì nữa? Giờ anh muốn lên cáp treo đường nào? Lúc đó nó mới chỉ. Ô mẹ ơi. Con nhỏ nó hài nha. Tự nhiên mày xét giỏ của tao rồi tao không đi qua bên cáp treo, tao đi đâu? Đó. Đó là một. Qua thứ hai gặp nhỏ bán kem. Đang đi giữa chừng đói bụng khát nước mua cái kem ăn. Nó ngồi nói chuyện với trai vậy. Nó bán cái kem em ơi. Nó làm nhìn mình luôn mà. Nó nói chuyện với trai. Mày ra luôn chứ. Nói chung cái đó là cái gì? Nhân viên thôi. Chứ ông Dượng nào muốn như thế đúng không? Mà ông Dượng biết mà nhân viên ổng có một con vậy, ông cũng đuổi cổ lâu rồi. Đó là những cái gì mà vấn đề đó. Nhiều khi các bạn thấy nhân viên làm này làm kia, bạn đánh giá nguyên cái Winburland hay bạn đánh giá nguyên cái Azoma gì đó, ôi chết mẹ. Azoma là coi như chưa nói đi nha. Cái vụ đó bữa hổm tính đi rồi, bút phòng nó hết luôn ông nội. Bữa thì Di đi Nha Trang là Di tính đi Azoma rồi. Đó, bút phòng, full phòng không bút được. Chạy thẳng ra 10 tiếng ở Nha Trang đó làm video rồi. Nên nói về quảng cáo Winburland thì không có gì quảng cáo cả, nó nhiều lắm. Mình chỉ nói về cái cảm nhận. Và mình mừng là ở Nha Trang mình nó có được một cái Winburland. Hiểu chưa? Và cái điều kỳ vọng là sau này đất nước chúng ta sẽ có những cái khu du lịch biển khác, nó vẫn có những cái tương tự như vậy. Đó. Nước chúng ta là một đất nước có bờ biển rất dài, bãi biển rất đẹp, mà chưa khai thác được du lịch. Đó thì hy vọng đại gia về. Đại gia về chỗ nào thì chỗ đó mới giàu. Mà muốn đại gia về thì phải thu hút nghe chưa. Nó trẩu quá không ai về đâu. Hiểu chưa mấy em? Nên đi Nha Trang á, là căn bản là Di nói là cũng ngắn gọn rồi đó. Còn ngày mai có thời gian nó Di chỉ cho chỗ tắm bùn. Tắm bùn sướng lắm em. Ví dụ như hai đứa mới quen nhau mà chưa gì trơn, dẫn đi tắm bùn là bảo đảm về có gì liền. Nói chung là Nha Trang cũng nhiều chỗ chơi đó. Ăn uống chơi bời này nọ. Khi mà bạn đến Nha Trang thì bạn sẽ không thất vọng. Di nói thật, cái chỗ nào Di giới thiệu là Di cũng tìm hiểu kỹ rồi. Cái cách làm du lịch của Nha Trang nó cũng tương đối là chuyên nghiệp hơn những cái vùng khác. Tại vì Nha Trang là một thành phố khai thác du lịch biển, trên đó nó có nhiều cái lắm, nên dân Nha Trang làm du lịch lâu có kinh nghiệm mấy bạn. Còn mấy chỗ khác làm du lịch nó còn yếu và nó còn chụp giật cực kỳ. Giờ khuyên các bạn nè, các bạn đi đến Winburland bạn chơi cho đúng á, đi buổi sáng bạn trả phòng ở khách sạn ở trong đất liền đi, ăn sáng xong trả phòng đi, ra Winburland liền.
để bạn chơi một ngày nữa mới hết được cái Winterland. Rồi xong rồi buổi tối đó bạn vô khách sạn bạn ăn nhà hàng khách sạn 5 sao. Đi chơi đừng sợ tốn tiền mấy ông nội. Đúng không? Mấy ông đi chơi, mấy ông ra quán cóc, mấy ông ăn người khác thì gì Sài Gòn. Đúng không? Nhiều khi nói chuyện thì các bạn lại giận nữa. Mà ra đảo cũng chả có quán cóc nào mà ăn. Thiệt luôn, quán cóc nào mà đảo. Đó. Nên bạn dành cả ngày đó bạn chơi trong Winterland, chụp hình thoải mái, trải nghiệm hết tất cả những dịch vụ. Nó miễn phí không à. Hiếm nào có tiền lắm, mấy có tiền là mấy thằng mà ngồi xe rồi. Ngồi cái xe nhỏ nhỏ mà gọi là gì? Xe lửa leo núi hay mấy kiểu gì? Cái xe gì nhỏ nhỏ mà có cái đường ray trượt chùm vòng rồi có thằng nào chụp hình gửi hình cho bạn đó. Ở ngoài Bà Rịa Hiêu cũng có. Cái đó mấy cái đó mới tốn tiền, còn hầu như tất cả dịch vụ miễn phí, coi ca nhạc, coi show, coi phim gì đó free tất cả. Đồ ăn đồ uống, ăn nhiêu mua nhiêu. Xong mình đặt một cái phòng ở trong Winterland hay là Winterland Resort hay Luxury gì đó tùy các bạn. Có tiền thì đập luôn villa đi cho nó xoang. Nè, ăn một bữa tối nhẹ nhàng trong một nhà hàng 5 sao tùy bạn thích ăn cái gì. Món Việt, món Âu, món Á đồ này nọ kia. Đó, để mình trải nghiệm, mình lắng nghe tiếng gió biển rầm rì rầm rì rầm rì. Rồi sáng dậy ngủ sớm thì đi tắm biển nó thích. Tắm biển, tắm hồ bơi buổi sáng này nọ kia. Tắm cho nó khỏe đi, rồi nắm tay người yêu nào chưa, người yêu nắm tay bạn trai. Nào chưa, người yêu nắm tay bạn trai. Nghe. Đó, đi tung tăng trên bãi biển thơ mộng của Winterland, nó riêng tư, nó đẳng cấp. Đó, bạn đi trên đó tự nhiên nó sang liền rồi bạn. Còn bạn đi ở bãi biển chung của Nha Trang thì nó đông quá trời, nó không sang. Nghe. Đi thằng này nắm thằng này kia, dù khi đi xui xui gặp bồ cũ nữa. Đúng không? Nó nhỏ nhiều cái đó mà. Nó đẹp trai nó khổ, đúng không? Tự nhiên mẹ đi nhận phòng khách sạn gặp nhỏ bồ cũ mình mới trả phòng nó bước ra giờ nghĩ sao đây. Đó, thốn lắm chứ mà giỡn nha. Nên mình đã ra tới Winburn là mình trải nghiệm cái sự đẳng cấp, mình trải nghiệm cái dịch vụ sang trọng. Đây nó không còn là bình dân nữa. Nha, nó không còn là bình dân nữa. Nên cái nhà hàng, cái cung cách phục vụ của ông Dượng là gì rất là ưng. Nhân viên rất lễ phép, nói chuyện rất dễ thương, ngọt ngào, dạ thưa vân này nọ các kiểu. Chứ không có trẩu. Bữa nào đi FLC đi nói cho bạn nghe, thiệt FLC nó mém quýnh lộn trong nhà hàng mấy lần luôn. Duy bữa đó là Duy điên lên luôn đấy bạn. Cay chín mặt luôn, nhưng thôi chuyện đó là chuyện của FLC. Còn Winburn thì bạn cứ yên tâm nha. Còn sau này á, sau video này chắc là 1-2 video nữa cũng về. Một video nữa về Nha Trang, về mấy dịch vụ liên quan. Rồi xong mình nói về đoạn đường đi ra ngoài Bình Định, đó có những cái để nói. Đó, nó nhiều lắm mấy bạn. Đất nước mình đẹp vô cùng, nhưng bác phải ra đi, xin làm sóng với con thuyền đưa tiễn bác. Người đi tìm hình của nước nha các bạn. Hôm nay là sinh nhật Bác Hồ. Đó. Hãy đọc bài Người đi tìm hình của nước để nhìn thấy vẻ đẹp của Việt Nam chúng ta. Và chúng ta phải cùng chung tay góp sức để xây dựng Việt Nam, lấy thể diện Việt Nam với bạn bè năm châu. Nhưng mà lấy bạn bè năm châu thì làm ơn được có trẩu ông nội ơi. Cũng có ông làm du lịch mà ông trẩu tre nữa thì thôi tôi cũng lại bằng bố luôn. Đúng không các bạn? Nên thôi mình phải nhịn khách, mình phải dụ khách tới nha, để cho dân Nha Trang nó phát triển lịch nó dữ dội hơn, nó bùng nổ hơn, nó thể hiện bộ mặt du lịch biển số 1 của Việt Nam. Trong đó Winterland là niềm tự hào nha các bạn. Hãy đến Winterland chơi đi. Bye bye.